Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm vui lòng liên hệ trực tiếp với camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn.
6 lúc này đây. Đó chính là cặp đôi đẹp nhất, hạnh phúc nhất của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Cô dâu Mai Mai và chú rể Lê Nam. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cúi chào tập thể quý vị bằng một cái cúi chào thật sâu đi ạ. Vâng, thưa tập thể quý vị, nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, trời đồng nồng không phụ kín không cha, tạo tận sấm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân người cha che chở đời con. Vâng, để có được ngày vui và hạnh phúc trọn đại như ngày hôm nay thì sẽ không thể thiếu được công ơn sinh thành của dưỡng dục của đôi bên gia đình. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời phía đoàn nhà gái bố Lò Văn Ngọc, mẹ Đồng Thị Toàn, và phía đoàn nhà trai mẹ Lê Thị Hải sẽ bước lên sân khấu để ra mắt tập thể quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Nhà trai hớn hở đón rước hiền, hai bên gia đình xung vầy, anh đi làm rể, em về làm dâu. Vâng, thưa tập thể quý vị, từ sự nhất trí của chính quyền địa phương, sự hợp tác vun vén của hai bên gia đình, hai bên gia đình đã chọn ngày hôm nay, ngày 27 tháng 10 năm 2024, tức ngày 25 tháng 9 năm Giáp Thìn, tại tư gia của gia đình họ nhà gái chúng tôi long trọng tổ chức lễ vu quy cho cô dâu Mai Mai và chú rể Lê Nam. Và không thể để quý vị chờ lâu thêm giờ phút nào nữa, cho phép cả chính người thực hiện chương trình xin được trịnh trọng tuyên bố lễ vu quy của cô dâu Mai Mai và chú rể Lê Nam. Lê Nam, Mai Mai xin chính thức được bắt đầu. Một tràng pháo tay thật lớn đi ạ quý vị ơi. Những tràng pháo tay của quý vị tượng trưng cho những lời chúc tốt đẹp gửi đến cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Và xin được chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm hạnh phúc. Quý vị và được sự ủy quyền của đại gia đình, các chính xin được thay mặt cho gia đình xin được cảm ơn chân thành đến tập thể quý vị. Chúng ta đã bước quãng đường xa xa xôi, mất chút thời gian vàng ngọc quý báu của mình để cùng trở về đây chung vui với đại gia đình chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay, và có những món quà rất chi là ý nghĩa gửi đến ra cô dâu và chú rể và gia đình chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn tập thể quý vị. Đôi lạt của chiếc sọt giới thiệu của ba mẫu. Đôi lạt đó ở trừ các thị chính không bản trà, các thành an, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Mới đi của những đẩy chư hơi, giao hỏi trên bà buồn ta. Trên mắt đẩy cô lại mẹ, là ải đàn đọc báo của ba mẫu của mẹ thì nồng ơi. Đôi lạt đó ở bước trừ một, trừ mò, trừ xứ, trừ lam, sẵn. Con thắp của bông mô, sửa cô của bông muôn của ba mẫu. Con kiều số 23 OMC thời phòng mẹ Pinh Đồng ơi. Ăn đau gấp bến của mẹ phòng mẹ hâu. Trải khoản sản giao hở thư là lớp phòng mẹ Pinh Đồng ơi. Có chất chi tô, lôi lạc cái dây sò chiêng. Chiếc đô đề trường phù chưa đi. Chiếc bí thư phù chưa quàng. Chiếc vật trang cánh sảng đài bản mắc ấn mà hòm. Sò chiêng sư ý chàng dòng sớn nửa cờ mè nát tiền. Sò chiêng số 2 thành liền tuổi sọc sao sàm sao. Ở nhấp chầu khỏi lằng, sắp bọt phú gian tần nay. Cứ dây kín tó bản tó khuống. Cá đầy hồng đài phì, bí lại khỏi lẹp chém nham. Các bì đìn bó trầm nham năm bó cuốn. Các bùn hà bùn tà bướm bùn phà lướng bùn luông. Trong ơ trong sinh đẩy đôi lòi ỏi hàng văn banh. Dưới xếp vườn phẩu, dưới cầu vườn tên. Xếp vườn cho mắt kìn khẩu, cầu vườn cho mắt kìn nông. Chân ăn, bò trong điền trang sùng. Mẹ trang trùng chắc nhớ sáng đung, chắc sùng phích bả. Chắc mả, phích bò, phích mè hải hương. Phở chai đo, từ xếp xám cứ hổ tất tí. Phở nhí đo, từ xếp xí tống hổ tất hần. Tất hần lẩy hần tông sao xí. Tất phí lẩy phí lẩy ỏi lẹp xa sòng. Bao nưng trắng trang có bài thay đường mả. Bao nưng trắng trong báu quần na đồ nòng. Chân ăn, chai khởi đề nam. Trắng sửa phạt hóa lúc ta. Sửa phạt bá lúc lầy. Rất bà lùm mến, kén quam nam bà ở mai mai. Dương bản na ố, xá, la tông. Huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Song sai ta, mít gần trói nem kèn kiều. Lệ quay chủ thay hoa tư sân. Chai trứng xấu hà ầu. Lệ có báo bắp rào, như chân cướp xứ hà rào. Chân ăn, bò trắng cái khoa học bày cái đầy khuyền chống ủng dệt dầu hầu dệt đụng tây ngoan tây sưng các đẹp mỡ che ba kiếm ma hà lẩy kiếp phát hà nó kiếp phát kiếp hò mắt tay đà hình không hở sòng đụ sòng đàn thâu bên phùa bên bia gần dệt cốt tơ tú có
gia có ta tuần nay các đệ trẻ lại có lò sống với ở phố mê bên đường sông bản sản la sông huyện xã xã hâu mắt tủng mắt tôm mắt kèm tàu hồng môn ở chư hơn sông phái phu gia tuần nay xong khỏi các đệ lan cờ đu lan cờ chi so đại diện thở phu gia tuần nay so trước mắt học phố mê bên đường hâu ải nông đời xin bia bản mắt tướng chờ bàn xin can mương mắt tướng chờ hủ phục với ca mắt ế màng phòng không biết lòng biết đau biết bà tôi nhớ đầy đủ họ mắt nhớ sừng dao mê đờ so trước học phố mê bên đường hâu biết đất đời sông khâu bắt sông dòng sông cả ta khởi về nào cũng không buông hết tiền dài cũng không bái hết tiền khăn hảo khăn bàn dân bất vì sàn khẩu nhau thở nhau buồn đi bất vì khải hải bắt chờ khổng đuống bên đền ấp bom em phía nào không ơi. Dạ vâng ạ, đại gia đình của chúng tôi cũng có chén rượu nồng để gửi đến chú rể sẽ gửi đến hai người con thân yêu của mình. Xin mời món quà của mẹ chú rể ạ. Một hình ảnh rất chi là tuyệt vời trên sân khấu của chúng tôi. Đúng là hôm nay có lửa có trời, mẹ tặng hai đứa một đời vàng son. Rằng rất hiền dễ thảo nha con, mẹ cha sớm hôm cố về và đây là tấm quà nhỏ chúc lòng son mẹ tặng hai đứa để nuôi con sau này gắng sinh một gái một trai để con khôn lớn thành tài mẹ vui một tràng pháo tay lớn lớn không vui ơi. Vâng ạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Tiếp theo là món quà của gia đình chú thím Lò Văn Tâm sẽ trở về sân khấu để gửi những món quà thân thương nhất đến hai người cháu thân yêu của mình. Xin trân trọng kính mời ạ. Tuyệt vời trên sân khấu của chúng tôi. Vâng ạ, cảm ơn món quà của cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Và tiếp theo là món quà của chị Lò Thị Thủy. Vâng ạ, xin mời chị Lò Thị Thủy ạ. Của ông bà Cường Loan ạ. Xin mời ông bà Cường Loan sẽ trở về sân khấu để gửi những món quà thân thương nhất đến cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Một sức khỏe dồi dào và hạnh phúc. Xin được cảm ơn món quà của cô người cháu thân yêu của mình. Xin được chúc cho cô luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Là món quà của gia đình ông bà Siên Nga sẽ trở về sân khấu để gửi những món quà thân thương nhất đến hai người cháu thân yêu của mình. Là món quà của em gái của cô dâu sẽ có món quà gửi đến anh chị trong ngày vui, ngày phúc trong đại ngày hôm nay. Xin mời món quà của em gái ạ. À.
cho chị gái của mình rất chi là ý nghĩa và tuyệt vời, đúng không quý vị ơi? Và quý vị của chúng ta hãy cho một tràng pháo tay thật lớn trị giá 1 tỷ đồng nữa không quý vị ơi? Quà thật thương nhất đến hai người cháu thân yêu của mình trong ngày vui ngày trọng đại hạnh phúc nhất của cô dâu và chú rể thì ạ. Quý vị đang chứng kiến những món quà thật thương đến từ những người thân yêu của cô dâu và chú rể gửi đến cô dâu và chú rể trong buổi chiều ngày hôm nay. Có ra món quà rất chi là tuyệt vời và ý nghĩa. Xin được cảm ơn gia đình cậu Tính đã gửi món quà thật thương nhất đến cô dâu và chú rể trong buổi chiều ngày hôm nay. Sẽ trở về sân khấu để gửi đến hai người bạn thân yêu của mình trong ngày vui ngày trọng đại ngày hôm nay. Tình trong một cuộc nghĩa dài trăm năm. Quý vị đang chứng kiến một hình ảnh rất chi là tuyệt vời trên sân khấu của chúng tôi. Chú rể ơi, mạnh nhớ đi ạ. Càng mạnh tiếng nổ càng to thì sẽ thể hiện tình yêu của chú rể dành cho cô dâu thật là nồng cháy đi ạ. Tuyệt vời trên sân khấu của chúng tôi. Còn đúng là hôm nay xúc học xúc mai, nhẫn này anh dành tặng em. Xin trời đã định kết duyên đôi mình và em chưa nhẫn cưới. Vâng, cô dâu và chú rể